Thank you.
Thế thì trước khi chết á, thì Ngài đến pháp trường, nhưng mà bao nhiêu người đông đảo thì Ngài nói với con ơi con, đừng lên án người ta, Chúa dạy yêu thương người mọi người, thôi con bỏ qua. Đấy. Và điểm thứ hai đó là Ngài cuối cùng còn kinh giá gặp nói người con gái, con ơi đây thật ra yêu quý mến vô cùng, Chúa đã chết đem lại ơn cứu độ, cho nên con hãy cầm lấy và luôn luôn yêu mến thánh giá của Chúa Kitô. Cuối cùng đó là thánh Phêrô quý thì bị người ta chém đầu, còn thánh Emmanuel Lê Văn Phúc thì bị người ta giết cổ chết. Thế nhưng mà khi các ngài hy sinh mạng sống đó, thấy rõ tinh thần là luôn luôn không lên án bất cứ ai, đem lại tình thương và hạnh phúc cho mọi người, trước hết là niềm tin nơi Chúa và tình yêu thương đối với mọi người tín hữu. Cho nên ai là người yêu thương mọi người thì đúng là môn đệ của Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Từ những cái câu chuyện đó, cuối cùng cũng là lời nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống, nhất là xã hội hôm nay, cũng có khi người ta lên án giáo hội của chúng ta, giáo xứ của chúng ta, ông này ông kia, người ta lên án chúng ta đủ thứ hết. Thế nhưng mà điều quan trọng đó là tình yêu thương tha thứ tất cả mọi người, nhất là trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không dựa vào cái người này người kia để mình lên án thằng này thằng kia, nhưng mà bản thân của chúng ta gắn bó với Đức Kitô để chúng ta theo gương Chúa mà yêu thương cầu nguyện, kể cả những người lên án chúng ta thì chúng ta cầu nguyện cho họ, để cuối cùng chúng ta luôn luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa Kitô, vì Chúa chính là đứng đem lại tình thương hạnh phúc cho tất cả.